Hello, xin chào các bạn. Chào mừng anh em quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Trong clip hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề chúng ta ăn hay là không ăn event 30 tháng 4, 1 tháng 5 tại cộng 2 Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile. Trong clip hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách đầy đủ nhất và mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, bấm chuông, like clip và đừng quên chia sẻ nếu như các bạn thấy có video clip mới các bạn nha. Để chia sẻ để cho anh em những người cần nắm bắt như hiểu biết, chúng ta nắm cái thông tin này để chúng ta lựa chọn cho mình một con đường, một cái hướng đi chính xác nha. Ok, không để các bạn đợi lâu, mình xin đi vào nội dung chính. Đầu tiên là bảng giá. Thì hồi trưa hôm nay ngày 19 tháng 4 mình cũng đã có một cái clip mình up này rồi. Mình chia sẻ một cái thông tin đầy đủ về cái việc là server Ba Lăng. Còn server Long Môn thì nó chỉ là ở chỗ là giá ca vàng, giá túi thôi. Thì nó hạ xuống thì chúng ta cứ tính hao xuống thôi. Thì các bạn thấy đấy, đây là một bảng. Nếu anh em nào chưa xem thì các bạn hãy lấy điện thoại ra, các bạn chụp màn hình lại xí nữa chúng ta hãy nghiên cứu sau. Còn về cái phân tích chi tiết này thì mình đã có một cái clip mình chia sẻ rồi để cho các bạn thấy được là cái giá trị thực tế như thế nào, để anh em có thể có những sự tính toán. Đó là cái giá mà mình đưa ra khi chúng ta mua xu nha, thông qua những anh em nhân bung nha. Chứ còn giá xu đại lý là nó rẻ hơn nữa, bởi vì đại lý người ta sẽ được chiết khấu 20-25% giá trị xu, thì nó không phải là 85.000 đâu, mà nó xuống có thể xuống là 75 và 80.000 trên 100 kiện báo. Thì tất nhiên là người ta bán người ta sẽ được lợi nhuận hơn nhiều. Nhưng về cơ bản là như vậy. Còn anh em chúng ta thì xem xét cái vấn đề giá của dân buôn đó, để cho các bạn có thể nắm bắt được. Anh em hãy chụp lại để chúng ta nghiên cứu sau nha. Bởi vì mình cũng đã có clip này rồi, cho nên mình sẽ không có phân tích lại làm gì, bởi vì mọi cái phân tích của mình nó đã chèn ảnh trên màn hình rồi đó. Công sức để mà làm ra cái này nó cũng hơi vất vả, cho nên mong rằng các bạn hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, bấm chuông và like clip và chia sẻ cho những anh em cần hiểu biết về vấn đề này. Cảm ơn các bạn nha. Và đây là một vấn đề mình chia sẻ thêm, bởi vì event nó sẽ liên quan tới cấp, thì chúng ta sẽ tính từ cái việc từ cấp 81 đi. Còn nếu mà các bạn cứ tính thêm thì các bạn cứ cộng dồn lên. Còn các bạn muốn biết trên cấp 97 là kinh nghiệm như thế nào thì các bạn cứ IP Zalo cho mình. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bản kinh nghiệm để các bạn có thể tự cộng xem thử là, ví dụ như bây giờ chúng ta ở 86 thì chúng ta ăn Mad Event thì chúng ta lên bao nhiêu kinh nghiệm. Thế là nó lòi ra thôi. Rồi chúng ta hãy nhìn nhận này. Bên trái của mình đây là Mad Event. Nếu chúng ta ở cấp 81, chúng ta ăn Mad Event. Mad Event tổng của nó là Event Su là 15, Event Su là 4 tỷ mấy, even ca vạn là 15 tỷ, thì tính là gần 20 tỷ. Thì chúng ta cứ tính là khoảng 19 tỷ, 20 tỷ đi. Thì chúng ta sẽ ăn vỏn vọng là từ cấp 81 chúng ta ăn full, chúng ta sẽ lên cấp 97. Các bạn nha, từ 81 chúng ta ăn full, chúng ta sẽ lên cấp 97. Ok, đó đơn giản như vậy. Mình đã cộng hết rồi. Anh em rảnh cứ cộng lại nha, còn không thì thôi. Bởi vì nhiều anh em BM cho mình thì mình bảo là đợi tí để rồi kênh làm cái clip để cho anh em xem cho nó rõ, cho nó chi tiết, đỡ nhọc công. Bởi vì một người cực được rồi, trừ ông nào hỏi mình cũng chia sẻ rồi, 10 ông như vậy rồi mỗi ông cộng cái nó cực quá. Thôi để một mình tôi cộng thôi, anh em chỉ có hưởng thôi các bạn nha. Còn bên phải thì đó là cái việc chúng ta ăn event ca vàng. Vì sao mình lại không để ăn event su? Bởi vì mình thấy là nó không đến mức cần thiết, mình sẽ phân tích sau. Ăn event ca vàng thì từ cấp 81 thì các bạn biết rồi, nó rẻ ồn. Mấy cái nick sát cấp 81 bây giờ người ta bán có 50.000, 40.000 chứ mấy. Anh em đẩy cái event ca vạn phát chúng ta lên 94, khỏe không? Quá khỏe. Còn nếu như anh em cấp 93 thì các bạn lên 95 đó, các bạn cứ cộng dồn lên một tí là xong, quá đơn giản luôn. Đó là vấn đề về kinh nghiệm. Anh em nào cần nghiên cứu thêm thì các bạn hãy chụp lại màn hình, hoặc có thằng các bạn có thể IP Zalo cho mình, mình sẽ gửi cho các bạn cái thông tin về cái vấn đề này. Và hai cái hình tiếp theo, đây là hình của một bạn trong ban hội của mình, Sugar SD. Bạn ấy đã ăn Max Event huy hiệu sao vàng, và cái kết của bạn ấy là có cái nick có gì hết. Đây là cái kết quả mà bạn ấy để lại đấy các bạn đấy. Còn mình thì sao? Mình thì đây, mình thì mình ăn event xong là mình còn cái này đây đó, mình được chuyện đó thứ mình hay là mình được cú bí kíp con luôn xét. Còn bạn ấy thì không được cú bí kíp con luôn xét hơi chia buồn một tí. Đấy, đó là những thông tin chia sẻ của mình. Thì các bạn thấy được rằng là vấn đề ở đây là gì? Event su, như các bạn đã thấy, đến thời điểm hiện tại số lượng người ăn event su cũng rất là nhiều. Nhưng
Đồ rất là hiếm. Bởi vì sao đồ hiếm? Bởi vì cái top tiêu phí là nó hao tiền khủng khiếp, mà admin còn giới hạn số lượng về set ăn ban ở set định quốc, thì event làm gì mà ra được. Tất nhiên sẽ có ra, nhưng mà tỷ lệ ra nó sẽ gọi là nhỏ dột và nó cực kỳ thấp, với số lượng đếm trên đầu ngón tay các bạn có thể đếm được luôn, server ông nào có bao nhiêu cái có luôn ấy. Cho nên là mình với cái số tiền mà các bạn tiêu hao để ăn thì gần như tương đồng, nhưng ở đây là cái hiệu sao vàng á, even su á, là hầu như nó sẽ không bị lệch nhiều, bởi vì nó chỉ lệch về túi nguyên liệu thì không lệch nhiều, nhưng huy hiệu đại sói thì ca vàng nó giảm thì even nó giảm. Cho nên thường thường là giữa mùa even và cuối mùa even các bạn ăn là thoải mái luôn, cho nên không có cái vấn đề ngại gì mà bây giờ chúng ta phải ào ào chúng ta ăn để làm gì. Từ từ ăn cũng được, chả chết ai đâu, đúng không anh em? Đó. Còn even còn bỏ ra 1,6 triệu để chúng ta có thể ăn even su với số kinh nghiệm chỉ là 4 tỷ, 4 tỷ mấy. À, nhưng mà chúng ta đem lại nó không nhiều và kinh nghiệm nó không nhiều, nhưng huy hiệu đại sói cũng giá trị tiền là như vậy, và có thể nó sẽ là giảm đi một nửa nếu thời gian về sau giữa event thì các bạn cứ bỏ ra khoảng tầm 8 900 800 nghìn các bạn có được 15 tỷ ấy. Vậy thì nếu như anh em, những anh em tầm trung, người ta sẽ chọn cái này. Từ từ ăn kệ mấy ông, ăn kệ mấy ông, từ từ tôi chơi. Rồi bây giờ các bạn xuống 40 rồi, 30 rồi, thôi mua mua ăn thôi anh em ơi. Đó, lúc đó ăn chúng ta chỉ tốn tầm 700 800 chúng ta ăn mắt cái huy hiệu đại tướng. Cho nên nhiều anh em bảo anh okay ơi, sao anh ăn event su mà nó không ăn event ca vạn, vô lý nhỉ. Trong khi bây giờ người ta đúng ra là người ta ăn event ca vạn trước, event su từ từ ăn. Tại sao anh lại làm như vậy? Vì cái này đấy các bạn. Bởi vì event su bây giờ ăn hay là cuối event ăn nó cũng trả lại bao nhiêu cả. Nó chỉ lệch 100 200 nghìn nguyên liệu thì nó cũng không đi về đâu. Nhưng cái hiệu đại sói, bây giờ tôi ăn tôi tốn cả mớ, sau này tôi ăn thì nó cũng vậy, nó cũng chả khác gì nhiều, đúng không các bạn? Chẳng qua là anh em ưng là lên cấp 95, lên cấp 100 để chúng ta có thể là đi vận tiêu rồi đi thiên bảo khố. Với mình có cũng được, không có cũng được, bởi vì nó, server nó không có đua top, cho nên cứ tà mà chơi, đúng không các bạn? Đấy, cho nên là các bạn thấy mình chưa ăn event ca vạn là vì vậy, bởi vì mình đã có cái sự phân tích ngay từ khi event nó bắt đầu rồi đó. Cho nên mình ăn cái gì làm cái gì là mình đều có sự tính toán tỉ mỉ cả. Đó là những thông tin chia sẻ của mình, và với ý kiến cá nhân của mình thì các bạn nên ăn event ca vạn để chúng ta có thể từ cấp 81 lên cấp 94, hoặc là chúng ta từ cấp 83 lên cấp 95, hoặc chúng ta có thể từ cấp 86 lên cấp 97 đó. Rồi cái việc event sâu thì anh em nào có tiền thì các bạn ăn, còn các bạn không có tiền thì thôi. Đó, đó là những chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đừng quên bấm like clip, đăng ký kênh, và share cho những anh em cần biết về nắm về vấn đề event này để anh em có thể tính toán lựa chọn. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào anh em, và mình xin kết thúc video ở đây. Chào các bạn.